Em chào bác nhé, em Lâm đây. Em lại quay bếp từ cho các bác đây. Em còn mấy chiếc bếp từ em bán nốt. Năm nay thì bếp từ không mua bếp đẹp, cho nên không có nhiều bếp từ bán cho các bác, nên hạn chế lên video. Đây là rất mong bác thông cảm nhé. Tại vì trước mắt bên là một con bếp từ Panasonic, con này là bếp Dương 3kg. Thì các bác mua bán thì có thể xuống nhà em xem hàng trực tiếp tại Linh Gia Hải Dương. Có nào gần xa không về được có thể alo hai số điện thoại. Đấy, thì em quay vào bếp cho bác luôn đây. Đây, bếp là bếp Panasonic 3kg thường. Đấy, muốn bên 3kg thường. Bếp thì rất là dễ dùng. Đấy, chúng bật tắt thì đây. Đấy, bếp thì các bác không đặt lồi một chút nháy nó sẽ tự động tắt bếp. Để em quay mà mặt bếp này. Bếp đẹp thì chấm hết luôn, không một vết xước ở luôn. Để bên này cũng vậy. Không một vết xước ở luôn. Đây. Đây là mặt tiền đây. Đấy, lò lớn thì camera quay lại lớn, các bác lại nhìn lóc lò lớn luôn. Đây lò lớn, lò lóc lò lớn sáng choang. Sáng choang choang luôn. Còn bếp như lướt luôn. Camera quay vào hai vách các bác lại nhìn luôn. Vách trước sau. Đấy, quay vào cả gầm bệ luôn, các bác lại nhìn luôn. Đây, quay cả gầm luôn. Còn cực đẹp đi ra trước rồi quay. Gầm cực đẹp luôn. Gầm sáng choang luôn. Hai vách thì cực nét luôn. Con này hầu như là không một khuyết điểm gì. Hầu như tương đương như mới luôn. Đấy, hai bếp muốn lên 3kg. Đấy. Khi các bác mua em dịch luôn sang tiếng Việt thì các bác cho dễ dùng. Đấy, dùng như một cái máy Việt Nam luôn. Bếp Dương. Hai từ một nọ nướng. Đấy. Bếp muốn lên 3kg. Ăn điện 200V đến 230V. Không kén điện. Đấy. Giá thì rất là bình dân. Trước này em bán các bác giá chỉ có 6 triệu. Là mua đứt bán loại ở nhà em. Còn mua bảo hành nhà em là 6 triệu rưỡi. Còn những cái chiếc mà nó xấu xấu này đấy, thì em bán này 5 triệu rưỡi này. Đấy, bàn phím em thay rồi thì em bán 5 triệu rưỡi. Đấy, bên con metan kia đấy, 5 triệu rưỡi. Đấy, còn đây thì không con metan. Đấy, tùy các bác, giá rất là bình dân. Đấy em chào các bác nhé, các bác lấy thì alo cho em. Bếp nó cực đẹp. Hàng thì em cam kết là hàng zin nguyên bản, không động chạm, không sửa chữa. Đấy, cứ động chạm sửa chữa em tặng bếp là tặng 10 triệu. Đấy, cho các bác luôn. Đấy, nhà em bao giờ mới cam kết như vậy. Bởi vì em bán con hàng chất thì dĩ nhiên nó sẽ đắt ở bên ngoài 500 một triệu. Nhưng mà có thể rẻ, nhưng bác mà biết chơi đồ Nhật có thể là rẻ được đi tiền triệu luôn. Bởi vì đồ gym bao giờ nó cũng đắt. Đấy, không thể so với đồ mông má được. Đấy, em chào các bác nhá.